nhịp nhịp nhẹ nó lại rơi cái bịch xuống rồi. Trời ơi, rảnh quá ha. Quay đưa vô YouTube nè. Bây giờ mới bắt đầu quay hả? Rồi. Hân hạnh giới thiệu với các bạn, đây là môn cá tiết trắng dùng bắt cao, là còn có cái tên đặc biệt nữa là cá sót, là tiếng của Đan Mạch đó. Hôm qua mình đi câu khoảng cái chừng 50-60 con sẵn chấn về làm chả ra rồi bán cho các bạn thưởng thức ăn cho biết mùi chả cá này. Các cô nên nhớ rằng, các anh cũng nên nhớ rằng, anh nào vợ đi mua 1 kg cá chả đem về vợ ăn, vợ quay trở về đó. Cô nào chồng bỏ chồng chê ăn vài ký cá chả, chồng mê chồng quay trở về. Tại sao mà chồng mê? Anh nói ra nó láo không nó láo. Nếu các bạn ăn thịt heo hoài, đảm bảo luôn chồng bỏ đi luôn. Không có vòng 1, vòng 2, vòng 3 thì làm sao nó không bỏ. Còn ăn chả này nó đâu có mập được, đúng không? Giải thích đâu đó đàng hoàng, ăn xong xuân hoàng nếu ăn được. Thích nhớ liên lạc số điện thoại cho mình. Mình sẽ phục vụ tới nhà đâu đó đàng hoàng cho các bạn nhé. Đây nè, chả đang chiên. Đó, chả cá đang chiên này. Còn cá bên đây đã xay ra rồi. Xay nè, mềm dẻo không? Mịn luôn. Này ép ra khuôn, khuôn nào khuôn nấy là đều nhau hết. Chả này là chả cá tuyết, là giống như là ở Việt Nam gọi là cá gì ta, giống như là cá lóc ạ. Tại sao người ta gọi là tuyết? Tại cái thịt nó trắng queo. Không phải là tại sao nó gọi cá tuyết, tại vì những cá này nó sống được cái dùng tuyết, có nghĩa là dùng nước lạnh nó trừ xuống coi như là âm, coi như là 10 độ, 20 độ, thậm chí cả cái biển đông lại nó cũng không sống được như thường. Nó sống theo cái dùng mà đất lạnh đó. Còn nếu mà dùng đất nóng giống như ở Việt Nam hay là nói chung ra là châu Á thì con cá này sống không được đó. Xứ lạnh yêu ai đó, các bạn nên nhớ rằng vậy. Cô nào á, nghe lời bên đây không bao giờ sai đâu. Nếu mà chồng mình nó bỏ là nguyên nhân con cái các cô mập quá, cái thứ hai các cô tròn ủng đó, cho nên nó sống. Từ chỗ đó chồng bỏ đi về Việt Nam ôm vợ bé, còn cái này mua 1 kg ăn, 2 kg ăn cứ mỗi ngày ăn giết nó ốm, rồi chồng thấy mình đẹp quá nó quay trở về, chuyện này chuyện chắc luôn á. Bỏ lỗi nó bỏ đi chứ không phải tại tròn ủng mà ốm. Mua chả về là có đâu anh. Là nó phi đề à. Đi theo cái con nào mà nó bỏ đói là dĩ nhiên nó phải quay về, người có đồ ăn phải không? Nếu các bạn nào mà ở xa tỉnh Odense này á, thật sự mà nói thì các bạn nhớ bỏ ra 120 đồng 1 ký nha, mới giao tặng nhà nha các bạn. Còn nếu các bạn nào tự đến lấy thì bán phí mãi 100.000 một ký lô. 100.000 hả? Ê, 100 đồng. Quên, tại vì mình ở Việt Nam quen là lâu quá, mình ra về tới đây mình nói lộn. Nói lại một lần nữa, có nghĩa rằng á, đường hơi xa thì coi như 120 đồng 1 kg. Còn nếu như cái đó là 20 đồng, đó là lấy tiền xăng là thôi. Còn nếu như ở gần thì tự đến nhận lấy thì 100 đồng 1 kg trả nha. Nhanh tay lên nghe các bạn, lẹ tay thì còn, chậm tay thì hết nha. Tại vì trong này quy định phải đặt trước. Quy định nó chỉ có 7-8 kg thịt cá thôi. Nói chung ra bây giờ có 5-6-7 kg thôi. Nếu các bạn chậm tay, hàng chúng tôi quy định có giới hạn 8 kg trở lại. Nếu các bạn chậm tay thì không còn nữa nha, không có quay về kho mà không còn nữa. Ngon quá ha. Đang quay chả. Đó. Trời ơi, phải không? Chả này đang ăn cái gì? Là bún riêu được nè. Đây nè. Bánh tráng cuốn nè. Cái chả này á, nói chung ra bây giờ các bạn xào một cái dĩa xào, các bạn có thể lát cái miếng này rất là mỏng lại, các bạn lót lên trên đó giống như người ta kêu là vịt Bắc Kinh vậy đó, mà cái này là chả cá Bắc Kinh. Nó cũng là cái tên, tại vì tôi nhà hàng, tôi đã từng làm nhà hàng qua coi như là cũng là 7-8 năm. Nói chung ra là vậy. Còn nếu mà các bạn mà muốn xào barbecue hay là hoặc giả muốn xào sốt chua ngọt cũng nhẵn lót cải y chang như vậy,
rồi gãi cái này lên, rồi tưới màng lên là ăn rất là ngon, đặc sắc luôn. Còn nếu như các bạn mà muốn một cái cách này rất dễ dãi, không biết làm, các bạn đi mua một ổ bánh mì, chẻ ra làm hai, xịt xịt nước tương lên, rồi bắt đầu lót miếng chả lên, để vài cọng ngò, vài miếng ớt, là để đủ cho chồng mình vào hãng làm từ sáng cho tới chiều. Đó, đơn giản chưa? Còn nếu như các bạn mà muốn ăn một cái cho nó tiện lợi hơn trong gia đình, để mà anh nhìn em nhìn anh, romantic. Chai rượu nữa. Còn nói tiếng Anh là nó kêu là romantic. Thì hai người nhìn qua nhìn lại, làm hai tô mì để dài lát chả, ăn cảm nhận thấy ngon. Đảm bảo ông chồng mà nó chê là lần này không được rồi, quá ngon luôn á. Ăn mì không thì nó ngon, mà ăn mì có chả nó không ngon là cái chuyện này không có trên đời, đúng không? Đó. Rồi hỏi anh, hỏi lại câu anh là có mê cái loại nào, nó mê là nó đã quay trở về đó nha các bạn, chắc chắn á. Đó, nhiều món ăn lắm. Còn hoặc giả là bây giờ mình giống như bây giờ yêu cầu cái này là thường thường khách hàng là thượng đế. Giống như bây giờ các cô hay là hoặc giả các chị muốn yêu cầu tôi muốn đặt những cái hàng mà để ăn cái lẩu hay là trong dùng Noel, ok có ngay chả viên, có thể mình làm chả viên và bắt lên một cái nồi lẩu. Mình không có thích ăn thịt cá hay là thịt bò thì mình cứ dùng chả cá này bỏ vào, tại vì ở đây đã chiên rồi, hàng còn mới. Giống như đặt hàng thì hàng câu về bắt đầu mới làm cá cho các bạn, làm xong mới giao hàng cho các bạn, chứ không phải là để qua tới ngày mai đâu, làm xong là có liền đó. Thì các bạn sẽ được có một cái nồi lẩu rất là hoàn hảo. Còn hai nữa thì các bạn mua cái này về để mà một ngày hai ngày hoặc giả một tuần trong tủ lạnh, khi nào mà tới cái dịp Noel hay là lễ lộc thì các bạn đem ra làm lẩu để cho trong cái gia đình, ăn nó hạnh phúc hơn. Thì mình đã có bao nhiêu kiến thôi. Thôi đi, vậy tới đây hết rồi. Thôi vậy tạm biệt ha. Khi nào mà ai có muốn ăn thì xin liên lạc ha. Ừ. À, ok, bye bye.